hoạch tỉnh sớm nhất để làm cơ sở thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong đó có kế hoạch phát triển đô thị. Hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh đã hình thành được chuỗi đô thị hợp lý, phát triển theo hướng bền vững, phù hợp với phát triển kinh tế xã hội theo vùng. Tính đến cuối tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận cho 47 dự án đầu tư phát triển đô thị tại 10 huyện thành phố với diện tích khoảng 900 ha. Sở cũng đã tham mưu ban hành cái quyết định số 531, sau đó là quyết định 17 và 15 là cụ thể hóa những cái chính sách pháp luật về đô thị để nhằm thu hút kêu gọi đầu tư. Chính vì thế mà các nhà đầu tư cũng rất là mong muốn được đầu tư về Bắc Giang và thu hút được nguồn vốn cỡ 13.600 tỷ để thực hiện đầu tư khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Huyện Việt Yên là địa phương có tốc độ đô thị hóa đứng đầu tỉnh. Theo mục tiêu của chương trình phát triển đô thị của huyện là nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, bảo vệ môi trường và giữ gìn những giá trị bản sắc văn hóa, gắn với việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa, lịch sử và bảo đảm tỷ lệ không gian xanh theo quy hoạch. Đô thị Việt Yên trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, động lực phát triển kinh tế tiểu vùng phía Tây Nam của tỉnh Bắc Giang và là đô thị cửa ngõ liên kết vùng thủ đô Hà Nội của tỉnh Bắc Giang. Đến nay, huyện Việt Yên đang có 9 dự án khu đô thị do doanh nghiệp làm chủ đầu tư đã và đang hoàn thiện các hạng mục. Sau khi doanh nghiệp dự án chúng tôi mà đầu tư vào đây, tôi cảm giác là đầu tiên là cũng sợ là cũng doanh nghiệp cũng rất là ái ngại là có thể thủ tục rất là vướng mắc. Nhưng sau khi chúng tôi làm việc với huyện Việt Yên nói riêng và với tỉnh Bắc Giang nói chung, sở xây dựng nhất là xây dựng, thì chúng tôi là thấy các thủ tục là rất là thuận lợi, các nhất là chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân huyện Việt Yên và thị trấn Bích Động nói chung là đã tạo điều kiện hết mức cho chúng tôi và các thủ tục bây giờ cũng cơ bản đã hoàn thành. Riêng dự án dân số này thì cũng được ủy ban nhân dân huyện cũng như các phòng ban trong huyện đã phối hợp và tạo điều kiện rất là thuận lợi trong cái quá trình giải phóng mặt bằng. Nên đặc biệt ở dự án dân số 4 thì cũng không phải cưỡng chế hoặc là bảo vệ biện pháp thi công mà là dân hoàn toàn là tự nguyện và giải phóng mặt bằng đến nay đã sạch 100%. Theo lộ trình giai đoạn 2020-2025, chương trình phát triển đô thị Việt Yên tập trung phát triển hoàn chỉnh, cải tạo chỉnh trang đô thị trung tâm hiện hữu và lan tỏa ra các khu vực xung quanh, trong đó tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng khung tạo động lực phát triển. Giai đoạn 2026-2030, giai đoạn này tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đô thị nhằm khắc phục các tiêu chuẩn chủ yếu của đô thị loại 4. Hoàn chỉnh không gian các khu đô thị trung tâm, phát triển không gian đô thị ra các khu công nghiệp, khu đô thị mới và khu vực phát triển dịch vụ du lịch dọc theo tuyến giao thông chính. Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự án hạ tầng khung giai đoạn 2021-2035 cho chương trình phát triển đô thị Việt Yên ước tính khoảng gần 60.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương khoảng gần 30.000 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách khoảng gần 40.000 tỷ đồng. Trên cơ sở cái thực trạng của địa phương, cái tình hình thực tiễn thì đã triển khai lập cái quy hoạch phát triển đô thị Việt Yên đến năm 2030. Và sau khi có cái quy hoạch thì chúng tôi đã thông báo rộng rãi để thu hút lựa chọn các cái đơn vị đầu tư vào địa bàn. Thứ hai là sau khi lựa chọn các đơn vị đầu tư thì huyện cũng tập trung rất cao hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong cái việc triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng các khu đô thị. Từ cái việc là cải cách rút ngắn các cái thủ tục hành chính trong cái việc lựa chọn đầu tư. Thứ hai nữa là huyện thì cũng tập trung rất lớn cho cái công tác bồi thường, cho cái hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch và mặt bằng sớm nhất, giúp cho các nhà đầu tư chủ động trong vấn đề mà đầu tư hạ tầng. Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Lục Nam, công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện đã được quan tâm. Đến nay, trên địa bàn huyện Lục Nam có 45 dự án đầu tư gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư. Tổng vốn đăng ký thực hiện các dự án trên là 1.200 tỷ đồng. Tổng diện tích đất đăng ký thực hiện dự án gần 100 ha. Lục Nam là một địa phương có vị trí chiến lược trọng yếu, có đường giao thông lớn nối liền với lại các vùng miền xung quanh, các tỉnh như là Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Ninh.
Thế còn đồng thời thì huyện Lục Nam cũng có thuận lợi trong cái giao lưu văn hóa, kinh tế giữa các vùng miền núi và đồng bằng. Lý do thứ hai là phía ban lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Lục Nam thì luôn có những cái cơ chế chính sách nhạy bén và bám sát với lại tình hình phát triển của địa phương, luôn tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng các doanh nghiệp. Công ty chúng tôi đã đầu tư tại đây từ năm 2016 đến nay thì dự án đã cơ bản hoàn thành và chúng tôi thấy rằng cái tiềm năng phát triển của Lục Nam còn lớn hơn nữa và chúng tôi trong thời gian tới sẽ tiếp tục xin đầu tư thêm 1 đến 2 dự án nữa trên địa bàn huyện Lục Nam. Đến nay, Lục Nam đã triển khai thực hiện lập điều chỉnh 7 dự án quy hoạch chi tiết phát triển đô thị như khu đô thị mới Đồng Cửa, khu dân cư số 2, làn 2 quốc lộ 31, khu đô thị phía đông thị trấn Đồi Ngô, khu đô thị số 3 thị trấn Đồi Ngô, khu đô thị Đồng Cửa 2, khu dân cư làn 2 tổ dân phố Tràng 1 với quy mô gần 130 ha. Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các sở chuyên ngành như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Giao thông, Sở Tài nguyên Môi trường nhằm nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác lập, thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, đề xuất các khu đô thị, khu dân cư mới có tiềm năng phát triển đưa vào kế hoạch, danh mục kêu gọi thu hút đầu tư, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị. Phòng Kinh tế Hạ tầng tham mưu Ủy ban huyện ban hành các kế hoạch chương trình phát triển đô thị, ví dụ như kế hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch phát triển đô thị hàng năm. Trong đó thì xác định rõ các danh mục các dự án khu dân cư cần thực hiện kêu gọi đầu tư vào địa bàn, cũng như đồng thời là làm tốt cái công tác mà tham mưu về công tác lập các quy hoạch chung đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị. Giai đoạn 2020-2025, huyện Lục Nam tiếp tục đầu tư xây dựng các quy hoạch để phát triển thị trấn Cẩm Lý, thị trấn Nghĩa Phương và các điểm dân cư có tính chất đô thị như Khám Lạng, Yên Sơn, Lan Mẫu, Bình Sơn, Bảo Sơn. Giai đoạn 2025-2030, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật các đô thị theo các đồ án quy hoạch chung được phê duyệt và xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu về đất ở của nhân dân. Sau khi mà ở địa phương có những cái dự án đầu tư để xây dựng các khu đô thị, thì tôi thấy rằng là cái bộ mặt của không những là của phố Thanh Xuân cũng như là của thị trấn Đồi Ngô thì nó khang trang, nó đẹp mà nhiều nhà cao tầng mọc lên, tạo được cái việc làm cho người lao động. Nhân dân là phấn khởi đầu tư kinh doanh buôn bán. Từ năm 2017 về đến đây thì cho đến giờ phút này thì kết quả các ông chí thấy đấy là hiện nay là cái bộ mặt của đô thị loại 4 đã gần như là hiện rất rõ ràng rồi. Quan điểm của nhân dân là rất đồng thuận, được chứng minh qua cái đợt mà giải phóng mặt bằng toàn bộ cái diện tích này, nó các cấp dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền của các cấp là thuyết phục tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận nhận tiền bồi hoàn trao trả mặt bằng cho dự án để phục vụ dự án. Dự báo đến năm 2030, quy mô dân số toàn huyện Lục Nam là 289.000 người, trong đó dân số đô thị là 63.000 người, tăng 20.000 người so với hiện nay. Nhu cầu đất ở toàn huyện giai đoạn 2025-2030 khoảng hơn 9.000 lô đất ở, trong đó khu vực đô thị cần tăng thêm trên 5.000 lô đất ở. Do vậy, việc phát triển đô thị tại địa phương không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn là đáp ứng xu thế ngày càng phát triển của địa phương. Về phía huyện Lam thì chúng tôi thấy là cũng là một cái địa bàn thì khá thuận lợi về giao thông, về dịch vụ cũng như là về cảnh quan. Cái thứ hai thì về phía huyện thì cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền để thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn. Cái thứ ba thì làm tốt cái công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch để đảm bảo các cái quy hoạch nó có sự đồng bộ, cái liên kết thống nhất và hiện đại. Đẩy mạnh phát triển đô thị là nội dung trọng tâm mà tỉnh Bắc Giang đang thực hiện để phù hợp với nhu cầu của xã hội và sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Kết quả của quá trình đô thị hóa là điểm nhấn nổi bật của tỉnh Bắc Giang trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Khu vực đô thị ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng. Do vậy, phát triển đô thị không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo, tăng năng suất lao động
mà còn góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.